Từ ngày 9 đến 12 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội, Trường Vật liệu thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hội nghị quốc tế về vật liệu tiên tiến và công nghệ. Đây là một trong những lĩnh vực nghiên cứu đầy triển vọng và đa dạng liên quan đến việc phát triển, chế tạo và ứng dụng các loại vật liệu mới với tính năng vượt trội. Vật liệu tiên tiến bao gồm vật liệu nano có độ bền cao, nhẹ, dẫn điện tốt, thân thiện với môi trường hơn so với vật liệu truyền thống hội nghị quốc tế về vật liệu tiên tiến và công nghệ được tổ chức với mục tiêu tạo ra diễn đàn khoa học thiết thực để các nhà nghiên cứu và chuyên gia chia sẻ những phát hiện nghiên cứu mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến và công nghệ đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu tạo cơ hội cho các nhà khoa học và doanh nghiệp kết nối hợp tác trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới giúp các bên tham gia định hình tầm nhìn chiến lược dài hạn và lựa chọn hướng phát triển phù hợp hội nghị cũng đã tạo ra cơ hội cho các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp giới thiệu công nghệ và sản phẩm mới qua đó thúc đẩy chuyển giao công nghệ chia sẻ kiến thức về các tiến bộ mới trong lĩnh vực vật liệu và ứng dụng vật liệu tiên tiến thân thiện với môi trường vào ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân xã Iamơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xảy ra tình trạng hàng tấn cá lăng nuôi sắp đến kỳ thu hoạch, bất ngờ chết hàng loạt ở nhiều lồng bè trên hồ thủy lợi Iamơ. Thiệt hại ban đầu ước tính hàng trăm triệu đồng. Chiều ngày 9 tháng 9, người dân nuôi cá trên lòng hồ thủy lợi Iamơ phát hiện cá có biểu hiện lờ đờ, nổi lên mặt nước, chỉ khoảng 30 phút sau, các loại cá lăng, cá rô và một số loại cá khác bị chết hàng loạt ở nhiều lồng bè. Người dân đã thức trắng đêm kéo lồng ra vùng nước sâu ở giữa lòng hồ nhưng vẫn không thể cứu vãn được tình hình. Hiện, Ủy ban nhân dân xã IAM đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân làm rõ vụ việc. Thể theo nguyện vọng của người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc địa phận huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, từ ngày 11 tháng 10, Lữ đoàn 249 sẽ điều chỉnh thời gian vận hành cầu phao theo hướng sớm hơn một giờ so với trước. Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh đã quyết định điều chỉnh thời gian vận hành cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu bắt đầu từ ngày 11 tháng 10. Cụ thể, cầu phao sẽ hoạt động từ 5 giờ sáng cho đến 21 giờ hàng ngày. Sau 21 giờ, lữ đoàn 249 sẽ cắt cầu để các lực lượng tham gia xử lý rác mắc vào cầu, bảo dưỡng, bảo quản cầu, sau đó tiến hành đóng cầu trở lại.